bình. Hoàng Biến. Đỗ Sài Ca. Đỗ Sài Ca. Ai đấy? Ba ba ha bô. Biến. Đỗ Sài Ca. Hoàng Biến. Lời cả rô. Tiếp tục phá vòng thứ tư. Được quá. Hoàng Biến. Trận đấu bắt đầu. Trận đấu bắt đầu. Một tốt. Vẫn còn. Ai đấy? Số 4 Đức Quang. Đập bóng không qua. Điểm bóng cho Yên Thủy. 1-0 cho Yên Thủy. 1-0. Đỗ Sài Ca phát bóng. Phát bóng tấn công. Bóng hồ xấu. Và phát bóng ăn điểm của Đỗ Sài Ca. 2-0. Điểm cho Yên Trì. 2-0. Tiếp tục là Đỗ Sài Ca phát bóng. Phát bóng tấn công. Phát bóng tốt của Đỗ Sài Ca. Điểm cho Yên Trì. 3-0. Yên Trì 3-0. Ban tổ chức tiếp tục nhận được sự ủng hộ đối với đội bóng Hùng Sơn. Đó là công ty Ánh Hồng ủng hộ trực tiếp của Đỗ Sài Ca cho dù thắng hoặc thua. Tiếp tục là Đỗ Sài Ca phát bóng, không biết có ăn được quả thứ ba hay không. Một tốt của Hoàng Binh. Một pha được bóng tốt từ biên hai của đội Hùng Sơn. Điểm Hùng Sơn 1-3. Đức Quang số 2 phát bóng. Điểm bóng 1-3. Còn lời cà rô. Và đập bóng không qua. Điểm bóng cho Hùng Sơn 2-3 cho Hùng Sơn. Tiếp tục là Đức Quang phát bóng. Bước một gãy của Đỗ Sài Ca. Điểm cho Hùng Sơn 3-3. Chúng đi ba lá. Đánh ở huyện nào vậy? Ra đánh ở huyện Yến Thủy Hòa Bình ạ. Tiếp tục là Đức Quang phát bóng. Thủ tốt của Hoàng Bình. Hoàng Bình. Còn con bóng thủ tốt. Ai đấy? Một pha đập bóng tốt của tư vị trí số 2 của Hùng Sơn. Điểm 4-3. Văn Khải bình luận khó nghe quá. Dạ anh thông cảm cho em bé nha. Bây giờ em sẽ nói chậm lại một tí ạ. Đập bóng không qua. Điểm bóng cho Hùng Sơn 5-3. Điểm cho Hùng Sơn 5-3. Bây giờ bên Hùng Sơn đã dẫn lại 2 điểm. Phát bóng không qua. Điểm bóng cho Yên Trì. Điểm cho Yên Trì 4-5. Số 16 Yên Trì phát bóng. Bóng một đẹp của Hoàng Bính Bùi Nga. Một pha chặt bóng tốt của Lời Cà Rô. Điểm bóng cho Yên Trì 5-0. Tiếp tục điểm bóng cho Yên Trì 5-0. Tiếp tục là số 16 Yên Trì phát bóng. Một lỗi của Bùi Nga. 6-5. Điểm cho Yên Trì 6-5. Bây giờ bên Yên Trì đã dẫn lại 1 điểm. Tiếp tục là số 16 Yên Trì phát bóng. Hoàng Bính. Một pha đập bóng trong sân. Điểm cho Hùng Sơn 6-0. Điểm cho Hùng Sơn 6-0. Phát ra ngoài. Phát bóng ngoài sân. Điểm cho Yên Trì
7, 6. Hai đội cố lên. Lời cà rô phát bóng. Phát bóng không qua. Cho Hùng Sơn 7 đều. Điểm cho Hùng Sơn 7 đều. Số 8 Hùng Sơn phát bóng. Bóng 1 đẹp của Đỗ Sài Ca. Một pha đánh nhanh tốt của số 14 bên phía Yên Trì. Điểm 8-7. Pha tấn công nhanh cực kỳ tốt. Số 5 Yên Trì phát bóng. Một pha đập bóng tốt của số 5 bên phía Hùng Sơn. Chạm lưới điểm bóng cho Hùng Sơn 8 đều. Điểm 8 đều cho Hùng Sơn. Hoàng Bình số 10 phát bóng. Phát bóng an toàn. Đỗ Sài Ca. Đánh bóng về ý không qua. Điểm cho Hùng Sơn 9-8. Điểm cho Hùng Sơn 9-8. Tiếp tục là Hoàng Bình phát bóng. Ai đánh? Đỗ Sài Ca. Bỏ nhỏ vẫn còn. Ai đánh đây? Số 3 Đức Quang. Một pha phá chắn thành công của Đức Quang. 10-8. Phát bóng an toàn. Ai đây? Pha đánh lóc của Đỗ Sài Ca. Phá bóng an toàn. Tiếp tục ai đánh? Đỗ Sài Ca. Lại là pha đập bóng về ý. Điểm bóng không qua lưới. 11-8. Điểm cho Hùng Sơn 11-8. Bên Hùng Sơn đã dẫn 3 điểm. Chung kết chưa bình luận viên. Dạ chưa anh ạ. Tiếp tục là Hoàng Bình phát bóng. Đỗ Sài Ca. Và chặn bóng tốt của số 5 bên phía Hùng Sơn. 12-8. Điểm 12-8 cho Hùng Sơn. Chuẩn mến. Quý thông không đánh giải này à bạn? Dạ không anh ạ. Tiếp tục là Hoàng Bình phát bóng. Ai đấy? Ai đánh nhanh, thủ tốt của Hoàng Bình. Ai đánh đây? Đỗ Sài Ca. Một pha đập bóng tốt của Đỗ Sài Ca. Điểm bóng chị 9-12. Điểm cho Yên Trì 9-12. Công Hoàng Thái Hoa chào em. Dạ em chào anh nhá. Em 19 tháng 5 Nghệ An ạ. Bậc 1 đẹp của số 8. Một phá xử lý chuyền hai rất tốt từ số 4 của Hùng Sơn. 13-9. Điểm cho Hùng Sơn 13-9. Một phá vứt bóng hai chuyền rất tốt của số 4. Số 5 bên phía Hùng Sơn phát bóng. Bậc 1 tốt. Một pha phá chắn thành công của Đỗ Sài Ca. 10-13. Điểm cho Yên Thụy 10-13. Vẫn còn 3 điểm. Số 17 Yên Thụy phát bóng. Ai đấy? Phá đánh sau đâu. Vẫn còn. Đức Quang. Còn Lời Cà Rô. Một pha tấn công rất uy lực của Lời Cà Rô. 11-13. Điểm cho Yên Thủy 11-13. Tiếp tục là số 17 bên Yên Thủy phát bóng. Còn Đức Quang. Bóng đánh ra ngoài. Pha đánh bóng có ý đồ. 12-13. Bóng ra ngoài. Điểm 12-13 cho Yên Thủy. Khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Hai đội cố lên. Tiếp tục là số 17 phát bóng. Bóng tốt. Ai đánh? Đức Quang. Bên phía Yên Thủy lưới. Chạm lưới. Trọng tài bắt điểm lưới. Điểm bóng cho Hùng Sơn 14-12. Điểm cho Hùng Sơn 14-12. Chuyền hai bên Hùng Sơn phát bóng.
bắt bóng lòng tay, một tốt Đỗ Sài Ca, và bỏ bóng tốt của Đỗ Sài Ca. Điểm bóng cho Yên Thủy 13-14. Điểm cho Yên Thủy 13-14. Số 8 Đỗ Sài Ca phát bóng, phát bóng tấn công, bục một tốt của Hoàng Minh, chuyền hại và phá chặn thành công của số 8 bên phía Hùng Sơn. 15-13. Điểm 15-13. Đức Quang phát bóng, còn bóng Lê Cà Rô và đập bóng lọt cao của Lê Cà Rô. Điểm cho Yên Trị 14-15. Hai đội cố lên. Theo như mình thấy thì bên phía Hùng Sơn, các idol đang mang những đôi giày của VHD. Phá chặt bóng tốt của số 14 bên phía Yên Thủy. Điểm cho Yên Thủy 15-15. Trận đấu rất ngang ngửa. Và bán kết 1 thì cũng rất là căng rồi mọi người ạ. Một tép ai đấy, 3-3 hàng 6 của Đức Quang. Điểm bán tấn công rất tốt, 16-15. Điểm cho Hùng Sơn 16-15. Bên Hùng Sơn có Đức Quang rất là chất lượng. Một đẹp, một pha 16-15 càng của số 5 bên phía Yên Trị. Điểm 16-16. Còn đó là một pha bỏ bóng rất thông minh, 17-16. Và bỏ bóng quá đẳng cấp của số 8 bên phía Hùng Sơn. Điểm 17-16. Nhân nghĩa Lạc Sơn vào chung kết cho. Còn một phá thủ bóng một cái tốt của Bùi Nga, nhưng mà phản công đã bị chặn thành công của đội Yên Trị. Điểm cho Yên Trị 17-17. Để cho em dậm bên đấy nữa. Một pha đập bóng tốt của Đức Quang. Điểm cho Hùng Sơn 18-17. Hoàng Bình bên Hùng Sơn phát bóng, phát bóng an toàn. Ai đấy, phá đánh nhanh, thủ tốt, vẫn chưa được. Đỗ Sài Ca vẫn còn. Trọng tài xác định bên phía Yên Trị chạm lưới. Điểm cho Hùng Sơn 19-17. Đã dẫn 2 điểm. Văn Thắng, hello bình luận bên Phúc San. Em chào anh nha. Đỗ Sài Ca và bỏ bóng rất tốt của Đỗ Sài Ca. Điểm cho Yên Trị 18-19. Yên Trị cố lên. Số 14 sân thay đổi người, 17 ra sân, 12 bên Yên Trị có sự thay đổi người. Số 12 vào sân. Một đẹp, Đức Quang. Trọng tài xác định bóng trong sân. Hùng Sơn 20-18. Điểm cho Hùng Sơn 17 vào sân. 20-18. Hợp lệ. 20-18 vẫn chưa có gì hết. Số 5 Hùng Sơn phát bóng. Còn bóng. Và
thủ bóng cũng thành công của Đỗ Xoài Ca. Điểm tiếp tục điểm cho Hùng Sơn. 21-18. Khoảng cách 3 điểm. Đến trì cố lên nào. Còn Đỗ Xoài Ca. Và đập bóng lọt càng của Đỗ Xoài Ca. Điểm cho Yên Trì 19-21. Số 17 bên phía Yên Trì phát bóng. Một đẹp của số 8 bên phía Hùng Sơn, Đức Quang. Còn máy đánh Lời Cà Rô. Đó là một pha tấn công tốt của Lời Cà Rô. Điểm 20-21 cho Yên Trì. Khoảng cách chỉ còn một điểm. Hai đội cố lên nào. Bên phía Hùng Sơn xin hồi lần thứ hai. 38-39 đồ nhưng mà mọi người vẫn đông đúc. Tìm một tình yêu rất là yêu bóng chuyền. Điểm Hùng Sơn 22-20. Điểm cho Hùng Sơn 22-20. Mấy xếp rồi. Và đây là xếp đầu tiên anh ạ, bán kết 1 đầu tiên ạ. Và bên phía Hùng Sơn nó còn dẫn điểm. Phát bóng qua, phát bóng trốn qua của chuyền hai bên phía Hùng Sơn. Điểm cho Yên Trì 21-22. Vẫn còn một điểm, không biết là có đều được không. Nếu bên này hơn hai quả thì về cuối là khoảng cách khá an toàn. Một pha tấn công trên cân của Đức Quang. Hùng Sơn 23-21. Điểm 23-21 cho Hùng Sơn. Tiếp tục là số 2 phát bóng Đức Quang. Chung kết chiều nay đánh luôn anh ạ. Lời Cà Rô. Một pha tấn công rất uy lực của Lời Cà Rô. Pha đập bóng rất tốt. Điểm 22-23. Điểm cho Yên Trì 22-23. Số 16 bên Yên Trì phát bóng. Một tốt của số 8 bên Hùng Sơn. Phá chuyền không hiểu ý. Yên Trì phản công. Đều được không? Lời Cà Rô. Lọt càng. Điểm 23 đều cho. Điểm 23 đều cho Yên Trì. Đó là pha đánh bóng cực kỳ hay. Hai đội cực kỳ ngang ngửa. Bước 1 đẹp của Bùi Nga. Ai đánh? Hoàng Bình. Pha tấn công lọt càng của Hoàng Bình. 24-23. Điểm cho Hùng Sơn 24-23. Một đều một hết. Rất gì là ngay cấn. Số 7 Hùng Sơn Kim Môi phát bóng. Pha bóng cực kỳ nhạy cảm. Ai đánh đây? Lời Cà Rô. Tiếp tục là pha tấn công lớn của Lời Cà Rô. Thẳng đây, Lời Cà Rô phát bóng. Bước 1 đẹp của Bùi Nga. Ai đánh? Hoàng Bình. Hai đập bóng. Một pha đập bóng và chắn thành công. Đó là chiến thắng trận đấu thứ nhất nghiêng về Hùng Sơn với tỷ số 25-24. Đức Quang. Đó là một pha tấn công trên cân của Đức Quang. Điểm Hùng Sơn 1-0. Điểm cho Hùng Sơn 1-0. Đức Quang phát bóng. Bước 1 đẹp của số 5 bên phía Yên Trì. Đỗ Xoài Ca. Điểm pha tấn công. Bạt chắn thành công của Đỗ Xoài Ca. Điểm cho Yên Trì 1-0. Đỗ Xoài Ca phát bóng tấn công. Còn
Hoàng Biến. Đó là pha chặn bóng thành công 2-1 của Kim Anh bên Yên Trị. Điểm cho Yên Trị 2-1. Tiếp tục là Đỗ Sài Gòn phát bóng tấn công. Hoàng Bính pha chặn tay chắn như chim ra ngoài. Điểm Hùng Sơn. Trong tay xác định bóng chạm chắn. Điểm cho Hùng Sơn 2-2. Hiệp 1 đội nào thắng mình không biết. Dạ hiệp 1 Hùng Sơn thắng ạ. Còn thủ bóng rất tốt của Hùng Sơn. Tiếp tục là lời gà rô. Vẫn là một pha thủ bóng tốt. 3-3. Còn còn bóng. Và nỗ lực thủ bóng không thành công. 3-2. Điểm cho Yên Trị 3-2. Lạc Sơn khi nào đánh ạ? À? Dạ mọi người thông cảm cho em là em không có lịch đấy ạ. À. Em mới lên Bình Luận đấy. Dạ em cũng chưa biết, chưa nắm rõ lịch ạ. À. Và đập bóng cực kỳ uy lực của số 8 bên phía Hùng Sơn. 3 thành công. Điểm cho Hùng Sơn 3-3. Số 8 Hùng Sơn phát bóng. Một đẹp. Chuyền hại. Và chặt bóng tốt của số 5 bên phía Hùng Sơn. Và chặt bóng thành công đầu tiên. Đã chặn được lời cả rô. Bóng một đẹp của Ngọc Khoa. Đánh nhanh vẫn còn. Phá chặn phá, đập bóng phá chặn thành công. 5-3. Điểm cho Hùng Sơn 5-3. Bây giờ bên Hùng Sơn đã dẫn là 2 điểm. Tiếp tục là số 8 bên Hùng Sơn phát bóng. Một đẹp. Lời cả rô. Vẫn còn. Còn nhất lên. Và tranh chấp trên lưới cực kỳ tốt của Lời Gà Rô. Một pha tranh chấp trên lưới cực kỳ kinh nghiệm. Và Lời Gà Rô trẻ tuổi nhưng mà đánh những pha đấy cực kỳ tốt. Dì bóng thành công. Chúng ta quay phim chụp ảnh không bật đèn thật lát. Và điểm cho Yên Trì Yên Thủy 4-5. Mọi người có thể phá dì bóng ấy rất hay không ạ? Còn 3-3 hàng sau. Và tấn công hàng sau tốt của số 2 Đức Quang. 6-4. Điểm cho Hùng Sơn 6-4. Chỉ có bên phía Hùng Sơn mới chỉ có đánh được quả 3-3 hàng sau thôi. Hoàng Bình phát bóng. Phải đánh. Thủ tốt. Còn đánh luôn. Vẫn chưa được. Thủ bóng tốt của Đỗ Sài Gòn. Qua bóng an toàn. Đánh nhanh. Đó là một pha đập bóng thẳng nghi rất tốt của số 5 bên phía Hùng Sơn. Điểm cho Hùng Sơn 7-4. Một pha phối hợp cực kỳ đẹp mắt. Đập bóng thẳng nghi rất cắm. Điểm 7-4. Tiếp tục là Hoàng Bình phát bóng. Yên Thủy lên. Một một đẹp của Văn Đô. Trong tay xác định bên phía Hùng Sơn chắn lưới. Điểm cho Yên Trị 5-7. Số 5 Kim Anh Yên Trị phát bóng. Một đẹp. Lại là pha đánh nhanh sau. Đó là pha tấn công. Lọt cao thành công. 5. Lại là số 5 bên phía Hùng Sơn. Hai pha bóng, hai pha đánh nhanh đã ăn điểm. Điểm 6. Điểm 6-8. 8-5 đi. Bóng phát ra ngoài. Phát bóng ngoài sân. Điểm bóng cho Yên Trị 6-8. Xin lỗi mọi người nhé. Điểm cho Yên Trị
6, 8. Số 14, Duy Bình phát bóng. Phát bóng lòng tay. Đức Quang. Và chặn đập bóng trong lọt ngang. Điểm bóng cho Hùng Sơn. Phá chặn thành công. 6. Điểm cho Hùng Sơn, 9-6. Khoảng cách 3 điểm. Chuyển hai bên về Hùng Sơn phát bóng. Ai đấy? Đô Sài Ca. Phá tấn công 7-9. Một phá tấn công lọt càng. Điểm cho Yên Trì 7-9. Yên Trì cố lên. Số 17 Đường Đức phát bóng. Một đẹp của Bình à. Còn Yên Trì phản công. Lời Cà Rô. Phá đập bóng rất dẻo của Lời Cà Rô. Phá đập bóng về ý cực kỳ tinh tế. Điểm cho Yên Trì 8-9. Lời Cà Rô trên sân thì sở hữu chiều cao là đang thấp nhất nhưng đánh cực kỳ hiệu quả. Một đẹp của Bùi Ngã. Và đập bóng tốt của số 8 bên phía Hùng Sơn. 18. Điểm cho Hùng Sơn 18. Vẫn như xét đầu tiên. Cứ dẫn 2 điểm và 3 điểm. Đức Quang phát bóng. Một đẹp của Ngọc Khoa. Còn đó là một pha nhét bóng cực kỳ tinh tế. Điểm cho Yên Trì, Yên Thủy 9-10. Yên Trì cố lên. Đỗ Xoài Cá phát bóng. Tiếp tục là phá phát bóng tấn công. Đỗ Xoài Cá rất là tự tin. Hoàng Minh. Pha tấn công cực kỳ uy lực của Hoàng Minh. Libero bên phía Yên Thị. Yên Trì thủ. Một đẹp. Vẫn còn. Thủ tốt. Phản công. Ba băng sau. Qua bóng an toàn. Ai đánh? Lời Cà Rô. Hai chắn. Vẫn còn. Lại là một pha chuyền hai vẫn không tốt của bên phía Hùng Sơn. Lời Cà Rô. Vẫn còn. Còn. Thủ bóng tốt của Đô Sài Ca. Lời Cà Rô. Ba phá bóng vẫn chưa ăn được điểm. Vẫn chưa ăn được điểm. Ai đấy? Lời Cà Rô tiếp tục phá bóng thứ tư. Một pha đập bóng cực kỳ tốt của Lời Cà Rô. Phá bóng thứ tư. Tiếp tục là phá bóng thứ tư đã ăn được điểm. Điểm cho Yên Trì 10-11. Mọi người cho Lời Cà Rô một tràng pháo tay ạ. Bốn pha tấn công và đã ăn được điểm. Cái này chỉ tin tưởng mỗi Lời Cà Rô. Tô mở đẹp. Xoay. Tiếp tục là Lời Cà Rô chặn bóng thành công. Điểm cho Yên Trì 11-10. Bùi Hoài đánh ngờ đâu đấy ạ? Ra đánh ngờ Yến Thủy Hoa Bình ạ. Số 5 áo xanh là Huy Thống hay không? Dạ không anh ạ. Giải này không có Huy Thống đâu ạ. Công nhân phát bóng. Ai đấy? Hoàng Minh. Tiếp tục là phá đập bóng rất uy lực của Hoàng Minh. 12-11. Phát bóng. Bóng một đẹp của Ngọc Khoa. Đó là một phá đánh nhanh thành công. Điểm cho Yên Trì 12-12. Phá đánh nhanh cực kỳ tốt của bên phía Yên Trì. Số 10 Lời Cà Rô phát bóng. Số 17 là Đường Đức anh ạ. Và ba hàng sau vẫn chuyển hai và ba hàng sau vẫn chưa được tốt. Chuyển bóng hơi giãn nhưng mà đập bóng thành công của số 14 Duy Bình bên phía Yên Trì. Và bên Yên Trì đã dẫn một điểm 14-13. Bên Yên Trì đã dẫn một điểm rồi. Vẫn còn. Một pha đập bóng rất hay của số 5 Kim Anh.
và khoảng cách cho Yên Trì Yên Thị đã hơn 2 điểm, 16-14. Và bây giờ Hùng Sơn xin hội ý là tổng nhất của hiệp đầu thứ 2. Thành công của Lời Cà Rô. Bước 1 đẹp. Và ba hàng sau của Đức Thoa. Điểm cho đội Hùng Sơn. Và đập bóng và ba hàng sau thành công của Đức Quang. Điểm cho Hùng Sơn. Điểm 13-14. Em xin lỗi mọi người nhé. Nãy giờ điểm đã bị che nên em không thấy. Điểm 13-14 cho Hùng Sơn. Một đẹp của Hùng Khoa. Và vẫn còn. Phản công của Hùng Sơn. Đức Quang. Lót tốt của 17 Đường Đức. Đó là một pha chặn bóng tốt của Đức Quang. 14 đều. Điểm cho Hùng Sơn. 14 đều. Quyền kiểm set 1 hay set 2 anh ơi? Dạ đấy là set 2 đó ạ. À, set 1 bên phía Hùng Sơn đã thắng rồi. Quang Bình phát bóng. Điểm 14 đều. Một đẹp của Ngọc Khoa. Số 4 Ngọc Anh. Phá tấn công tốt, tốt của Kim Anh. Điểm Yên Trì 15. Số 5 Kim Anh với những phá xử lý bóng cực kỳ khôn khéo. Điểm 15-14 cho Yên Thị. Yên Trì lại là Kim Anh số 5 phát bóng. Anh với cổ tay rất là dẻo. Một đẹp Đức Quang. Còn phản công đối xảy ra chuyên 2 Lời Cà Rô. Một phá từ bóng hàng sau không thành công của Lời Cà Rô. Điểm 15 đều cho Hùng Sơn. Phá tấn công 3-3 hàng sau đầu tiên của Yên Trì không thành công. Tấn công hàng sau cực kỳ khó. Bước 1 đẹp của Đô Sài Ca. Đô Sài Ca. Còn tiếp tục là Đô Sài Ca. Một chặn thủ tốt của Hùng Sơn. Tiếp tục ai đánh lại là vâng, một pha chuyền bóng là nhường nhau. 16-15. Phá bóng cực kỳ đáng tiếc của bên phía Yên Trì. Điểm cho Hùng Sơn. 16-15. Số 5 Hùng Sơn. Bộ một đẹp của Đô Sài Ca. Tiếp tục là Đô Sài Ca. Một đẹp. Hàng sau. Vẫn còn. Ai đấy? Lời Cà Rô hàng sau. Thủ tốt của Hoàng Bính. Và bỏ quá vẫn chưa thành công của chặn bóng ngoài sân. Chặn bóng ra ngoài. Điểm bóng cho Hùng Sơn. 17-15. Và chặn bóng cực kỳ đáng tiếc. Điểm cho Hùng Sơn. 17-15. Lại là Hùng Sơn đã dẫn lại 2 điểm. Yên Trì rất đáng tiếc. Đô Sài Ca. Thủ tốt của số 5 bên phía Hùng Sơn. Vẫn còn. Yên Trì phản công. Tiếp tục là phá thủ bóng tốt của bên phía Hùng Sơn. Còn ăn được không? Vẫn chưa ăn được điểm. Vẫn là pha bóng nhường nhau. Còn bóng. Đức Quang chuyền hơi thấp. Số 17 chuyền hai. Lại là hàng sau. Thủ tốt của số 5. Ba pha bóng thủ cực kỳ tốt. Đó là pha tấn công thành công của Đức Quang. Anh Nga chiến đấu cực kỳ quyết liệt. Cực kỳ máu. Điểm cho Hùng Sơn 18-15. Lần thứ 2 ở trận đấu 2 nhắc chỉ đấu viên của đội chi. Tiếp tục là Yên Trì xin hồi lần thứ 2. Bộ 1 đẹp của Đô Sài Ca. Đô Sài Ca chuyển hơi thấp. Còn chuyển hơi thấp. Tiếp tục là Đô Sài Ca. Còn bóng. Hàng sau. Không hiểu gì nhau. Chuyển bóng không hiểu. Đô Sài Ca. Cướp bóng thành công của Yên Trì. Điểm cho Yên Trì 16-18. Hai đội chơi cực kỳ hay. Và bên Hùng Sơn đã có một chút may mắn hơn nhiều. Duy Bình Yên Trì phát bóng. Một đẹp. Chiến thắng 17-18. Và tấn công không qua lưới của Đức Quang.
Tiếp tục là số 14, Duy Bình phát bóng. Duy Bình, Yên Trị, cố lên. Đức Quang, thủ tốt. Ai đánh đây? Qua bóng an toàn. Tiếp tục là Đức Quang. Đó là một pha tấn công phải nhắm tay không? 19, 17. Điểm cho Hùng Sơn, 19, 17. Lại là 2 điểm. Không thể thoát được cái kiếp 2 với 3 điểm này rồi. Và tiếp tục trận đấu. Hùng Sơn vật bóng. Một đẹp, Đỗ Sải Ca. Điểm cho Yên Trì, 18, 19. Phá tấn công ăn điểm của Đỗ Sải Ca. Điểm cho Yên Trì, 18, 19. Giờ đấy là hiệp thứ 2 ạ. Hiệp đầu thì Hùng Sơn đã thắng rồi. Đỗ Sải Ca bây giờ đã tấn công ăn được điểm, còn nãy giờ vẫn không thể ăn được. Thủ tốt của số 5 Kim Anh, Lời Gà Rô. Điểm cho Yên Trì, 19. Không phải nhận thành công. Điểm 19 đều. Điểm 19 đều cho Yên Trì. Mọi người đang là bận muốn Yên Trì thắng ạ. Đây là hiệp đấu thứ 2 rồi. Bóng ném ra ngoài, điểm bóng cho Yên Trì. Tài sắp định bóng ngoài sân. Và trọng tài đã sắp định bóng ngoài sân. Điểm cho Yên Trì, 20-19. Sơn nó còn kiểu nại là quả bóng đấy đã chạm tay. Không biết là quyết định của trọng tài như thế nào. Và bên khán giả bên ngoài cũng nói là bóng chạm tay, không biết chỉ có quyết định của trọng tài. Vẫn là kia quyết định điểm bóng cho Yên Trì, 20-19. Một đẹp của Hoàng Bính. Uy lực những thủ bóng tốt của Yên Trì. Và trọng tài đã xác định bên phía Yên Trì nhảy chắn chạm lưới. Điểm cho Hùng Sơn, 20 đều. Điểm 20 đều rồi mọi người ơi. Trận này ngáng ngửa đấy. Bên Yên Trì phá được cái dớp hơn 2 quả rồi. Bóng 1 đẹp. Lời Gà Rô. Thủ bóng rất cao của Đức Quang. Đẹp, ai đánh? Tiếp tục là Lời Gà Rô. Thủ tốt của Bùi Nga. Libero Bùi Nga cực kỳ thủ cực kỳ quyết liệt. Và nhét bóng chạm chắn thành công của bên đội Hùng Sơn. Điểm cho Hùng Sơn, 21-20. Bên Hùng Sơn đã dẫn lại 1 điểm. Đều đấy em ơi. Hùng Sơn cực kỳ bản lĩnh, rất bản lĩnh. Đức Quang phát bóng. Một đẹp của Kim Anh. Đô. Thủ bóng một tay tốt của Đức Quang. Tiếp tục là Đô Sĩ Ca. Đó là một phá chặn bóng thành công của Hoàng Bính. 22-20. Điểm cho Hùng Sơn, 22-20. Đô Sải Ca chiều nay có vẻ hơi yếu. Đập bóng vẫn ghi điểm. Đập không thể ăn được điểm. Cùng một đẹp của Kim Anh. Đó là một pha đánh trong lá của Lời Gà Rô. Điểm cho Yên Trì, 21-20. Phát bóng tấn công. Một đẹp của Bùi Nga. Hoàng Bính thủ tốt. Chuyền Lời Gà Rô. Đã đập bóng về ý thành công của Lời Gà Rô. Điểm 22 đều. Lời Gà Rô lên là có điểm. Anh có chiêu cáo khiếm tốn nhất sân nhưng mà đánh cực kỳ tốt, đánh ăn điểm
Bậc 1 đẹp. 4-2, 3-3 hàng sau Đức Quang. Thủ tốt của Libero Ngọc Khoa. Lời cản rô. Tiếp tục là phá thủ bóng tốt. 3-3 hàng sau. Thập bóng của Ngọc Sơn. 2-3-2-2. Một phá đập bóng 3-3 hàng sau. Rất tốt của Đức Quang. Hai phá đập bóng liên tiếp. Và cuối cùng đã ăn điểm. Đập bóng trong sân của Đức Quang. Điểm 23-22. Khoảng cách hơn một điểm. Chưa biết điều gì xảy ra vậy. Về cuối hơn một điểm thì không thể biết được điều gì xảy ra. Lời cà rô. Tiếp tục là phá đập bóng tốt của Lời cà rô. Anh xứng đáng là cầu thủ anh xứng đáng là một cầu thủ xuất sắc. Chiều cao thấp nhất sân nhưng mà xử lý bóng và tấn công công bóng cực kỳ tốt. Lời cà rô đánh rất là hay. Điểm cho Yên Trì 23-23. Mọi người đã vỗ tay rồi. Và Thái Sơn khan hết giọng rồi. Em cảm ơn anh ạ. Đập bóng mà hàng sau ba bạn tiếp tục là phá đập bóng hàng sau cực kỳ tốt của Đức Quang. Anh cực kỳ xuất sắc. Điểm 24-23. Một đẹp của đôi sĩ ca. Lời cản rô. Thủ bóng tốt của Hùng Sơn. Ba bạn sau. Thủ bóng tốt chuyền kia. Không hiểu ý nhau. Ba cầu bóng cực kỳ đáng tiếc của Yên Trì. Rất đáng tiếc. Rất là đáng tiếc mọi người ạ. Và chiến thắng đã nghiêng về Hùng Sơn với tỷ số 25-23.